cũng có thể gọi là có một cái chất tomboy, yêu thích võ thuật, yêu thích thể thao. Tiên mong rằng là khán giả sẽ cảm được cái nhân vật của Tiên và sẽ công nhận, ghi nhận Tiên ở vai trò là một diễn viên chứ không phải là một ca sĩ đi đóng phim. Chuyện chưa kể thì lúc đó có thể nói rằng là Vân đã thấy được cái tài năng của Tóc Tiên từ những ngày rất sớm, sau khi Tóc Tiên quay về với thị trường Việt Nam và bắt đầu hoạt động nghệ thuật trở lại thì Vân đã tìm đến Tóc Tiên. Nhưng mà làm như lần đó thì hai chị em chưa có duyên thì phải, cho nên Tóc Tiên không tham gia vào dự án Tóc Cám Chuyện Chưa Kể. Và lại một lần nữa khi đến với lại dự án Thanh Sói thì Vân lại tìm đến Tóc Tiên. Cũng hai chị em cũng trò chuyện rất là nhiều về vai diễn để xem thử coi Tóc Tiên có cảm được cái vai này hay không. Bởi vì không phải chỉ riêng Đồng Ánh Quỳnh, nhưng mà vai của Tóc Tiên lại là một cái vai đã nữ thứ hai trong cái kịch bản lần này. Và Tóc Tiên cũng phải trải qua một cái quá trình đau khổ luyện tập trong một khoảng thời gian cũng rất là dài, cũng hơn 3 tháng qua để cùng đồng hành cùng với lại cái nhịp của Đồng Ánh Quỳnh. Thì Tiên là vốn là một người rất là tin vào những cái gì mà liên quan đến destiny, liên quan đến cơ duyên. Thì Tiên khi mà cái cơ duyên đến với mình và khi mình cảm thấy bản thân mình đang cần một cái gì đó đổi mới, đang cần những cái thử thách mới. Vì thú thật là ở trên cái cương vị của một ca sĩ thì Tiên cũng đã trải qua rất là nhiều những cái thăng trầm đầy đủ. Và bạn với một bản tính của một người thích những cái điều mới mẻ, thích thảy mình vào những cái thử thách mới, thì Tiên đã rất là hào hứng khi mà nghe chị Vân chia sẻ về cái dự án lần này. Và dù là lúc mà chị Vân ngồi nói chuyện với Tiên thì Tiên cũng không nhớ là lúc đó ở quán cà phê chị có chia sẻ sơ sơ về cái nhân vật này thôi, thì Tiên cũng chắc là cũng gần như là đồng ý 100% rồi. Mà chỉ có một cái lo ngại là lúc đó thì Tiên không biết rằng là mình sẽ tập võ như thế nào, bởi vì ca sĩ nhảy nhót thì nó khác nhưng mà tập võ nó khác hoàn toàn. Và cũng không biết là những cái khó khăn gì đang chờ mình trước mắt, mặc dù là mình đã có rất là nhiều kinh nghiệm diễn xuất trước ống kính camera như là với tư cách là ca sĩ rồi, nhưng mà với tư cách là một diễn viên thì mình là một tân binh hoàn toàn giống như Quỳnh, giống như Vi ở đây, thậm chí có ít kinh nghiệm hơn cả Song Luân và Thụ Nguyễn nữa. Cho nên là Tiên gọi là một lần thử mạo hiểm với cái vai trò này. Xin cảm ơn chị.